Xin chào các bạn đã trở lại với channel của Nắng Vàng. Hôm nay Nắng Vàng sẽ là một cái review mà Nắng Vàng đã hứa với các bạn, đó là làm cái review về Jelly Belly, là những cái jelly bean mà ở Mỹ này có bán. Nắng Vàng mua cái bịch này ở trong tiệm Marshall. Bữa Nắng Vàng đi quay phim á, cái Nắng Vàng thấy Nắng Vàng thích cái bịch này là tại vì nó made in USA, là nó làm ở Mỹ và nó có 40 cái flavor phía sau, 40 cái mùi nó khác nhau. Nó có từ màu berry blue, rồi blueberry, bubble gum là mùi xương gum á, popcorn là mùi bắp nổ, rồi mùi cà phê, rồi mùi chocolate, rồi mùi dừa, rồi mùi cotton candy là mùi bông gòn, kẹo bông gòn, rồi mùi soda, mùi kiwi, mùi tùm lum hết, Dr. Pepper, mùi chai lê, mùi chai mận, mùi chai dưa hấu, mùi tùm lum hết. Ok, bây giờ mình phải thử đây. Các bạn chưa có coi mấy cái clip của những bạn khác, không biết mấy các bạn khác làm review cái này sao, nhưng mà Nắng Vàng chưa coi, tại Nắng Vàng không có bao giờ coi, Nắng Vàng chỉ muốn làm theo ý của Nắng Vàng thôi. Cho nên nếu mà có khác hay là không đúng thì các bạn cũng thông cảm nha. Ok, bây giờ mình mở bờ. Đó là cả mùi rất là thơm. Mình mở ra là cái mùi. Thật ra hồi nó là mới qua, nó bạn thấy cũng có vài bạn ăn cái này á. Mỗi cái viên pin như vậy á, bạn mới ăn thử mà bạn thấy không thích. Tại ở trong thì nó dẻo, nhưng mà ở ngoài thì nó có một cái vỏ bọc hơi cứng một chút á, nó hơi giòn giòn cứng cứng á. Giống như mình ăn kẹo M&M vậy đó, kẹo chocolate M&M á, thì ở ngoài nó hơi cứng cứng, trong rồi trong nó dẻo. Mà thật ra ăn này dính răng dữ lắm. Ăn này tại cái dẻo ở trong nó dính vô cái răng mình, hồi mình phải trời, mình lấy cái lưỡi mình phải khậy nó ra, cái hồi mỏi miệng luôn á, mỏi lưỡi luôn á. Cho nên mặc cái bịch này 40 cái flavor, Nắng Vàng mà làm mà nói về 40 cái flavor chắc hết đều luôn á. Cho nên có thể Nắng Vàng làm một nửa, rồi lần sau có thể Nắng Vàng làm nửa nữa, nhưng mà không biết nữa. We'll see. Để coi ha. Bây giờ mình mất cái bút, mỗi lần cái màu nào mình đã ăn thử rồi cái mình phải gạch ra chứ. Ok thôi, nhưng mà cũng sạch, cũng cần, Nắng Vàng sẽ nhớ. Ok, cái mùi đầu tiên mình Nắng Vàng sẽ chọn là cái mùi này. Coi cái viên kẹo kìa, dễ ghét không? Có nhiều màu, nó kêu là mùi màu dài. Nó match với cái hình này nha. Các bạn có thấy không? Nó match với cái hình này. Đó, nó đó. Không, chính em. Cái này là mùi Tutti Frutti. Tutti Frutti là cái kẹo Tutti Frutti ở Mỹ đây nè. Tutti Frutti, ok. Ừ, trong nó màu hồng hồng. Ừ, các bạn có thấy không? Ừ, y chang sẽ sinh đôi mình sáng mấy các bạn mới ăn. Đúng đó. Đúng đi. Y chang kẹo sinh đôi mới ăn sáng. Ok. Rồi bây giờ mình chọn cái màu khác đi. Khác đó mình chọn cái màu nào đại đi. Cái màu này ha, strawberry jam hay là này, tại màu đỏ thôi mình không biết là raspberry, là strawberry jam hay là red apple, màu táo, màu raspberry hay là màu nào ăn biết rồi. Mùi này là raspberry. Ô không phải, mùi này là very cherry. Okay, mùi cherry, very cherry, nó dưới này nó đỏ quét này nè, very cherry. Ok. Ngon thì cái này nó đã ăn qua rồi cho nên nhiều khi mình ăn rồi mình đoán biết cái thử này mùi gì. Ok, à ha, bao mình đoán rồi mình ăn rồi mình hãy đoán chứ hả, cơ thử mình tinh ý tới cỡ nào. Cái này nè, nó có một cái, nó màu này nó có vài cái đốm đốm đen đen chứ. Ăn một cái luôn đúng mất tiêu rồi, cũng không biết mùi gì nữa. Tại nó ngon. Mùi caramel, ở trong đó có mùi caramel với lại mùi sữa. Caramel với sữa mà cái đó, cái hình nó như vậy đó là. Oh, nó là roasted marshmallow. Trời ơi, không đúng. Roasted marshmallow, nó là cái mùi này nè. Các bạn chỉ nhận ra bởi cái hình của nó rồi, trong thôi nó là cũng biết đó. Đâm bông như nè. Trời ơi, này khó thấy. Bên này đi. Đó, tím tím có đâm bông một cái. Tím như vậy chắc là nho. Mixed berry smoothie. Đúng rồi, không phải nho mà là mixed berry. Cũng được. Nãy giờ chọc lóc cho trời, không đoán được cái gì trời. Cái này hơi đỏ quá, nãy giống ấy quá à. Không có ăn rồi. Giống cái berry berry. Ồ, cái này và màu cam này thì giống này là orange sao chứ gì. Chính xác. Phải là orange thôi, không phải là em
dễ mà nó cũng phải nói đâu. Rồi orange mà cũng có hai cái, một là sun kiss orange, hai là orange sherbet. Sherbet giờ không biết cái orange nào. Oh, hay là sun kiss tangerine cũng chả biết có phải tangerine không. Tangerine là quýt à, một là cam hay là quýt làm sao mình biết được. Này có thể là berry hay là strawberry hay là gì đó dâu á, hơi đỏ đỏ hồng hồng. Thì có mùi strawberry mà không chỉ đơn thuần là strawberry, nó ngọt hơn quá so với strawberry bình thường, dâu bình thường. Thật ra nó là strawberry cheesecake. Cho strawberry với lại cheesecake khó mà, tại nó chơi combination á, mà mình đâu phải là ấy đâu, mình đâu phải là kêu là gì á, nhà đầu bếp đâu sao mình biết được như nào mùi nào. Mình chỉ biết là ô ăn cái mùi quen quen thôi chứ sao biết được như nào. Ok, màu xanh như vậy nghĩ là gì? Một là táo xanh, hai là xanh xanh trái xanh xanh. Nhưng mà cái mùi táo là cái mùi gì á, hay là mùi green apple. Kiếm hộp màu đen đen đi, để mình kêu ăn hộp màu đen. Cái này đen thui lui luôn á, đen như cái cục ấy luôn á. À nghi là thấy đen dữ như vậy là licorice á, nên ở ngoài nhìn vô thấy liền licorice. Licorice là cái dạng không biết tiếng Việt là gì, ngửi ngửi non á. Chính xác luôn. Mùi licorice không có thể lộn được. Trời ơi mấy em, mới nãy mà nhắm mắt thử trước là mình tỏ ra sành điệu là mình đúng rồi. Tự nhiên cái lý dòm tiên rồi. Giờ mình nói mình biết, người ta cũng đâu nghĩ mình biết đâu. Mà đúng là mùi licorice. Ok. Nâu nâu thì đây. Giống như cà phê vậy hả? Ngồi cà phê hay chocolate thôi chứ gì đâu. Không phải. Không phải là non, mình tưởng non mà thật ra nó đỏ, đã đậm. Mùi là berry cherry quá. Mùi raspberry. Raspberry đỏ đậm. Raspberry mấy cái berry á, nó vô tiện cái mùi của nó giống như, à biết rồi. Biết rồi, tại nó vàng chứ có nói. Berry á là cái màu đỏ của nó kêu là rất là stable in nature, là nó giữ được cái nhiệt độ nắng, ánh nắng là ánh sáng, khó mà làm vỡ cái structure, chemical structure của nó. Ok, nói chung là cái màu đỏ đó nó rất là stable, nó rất là trong thiên nhiên, cho nên thường những cái mùi berry nó hay bỏ trong thuốc. Bởi nhiều khi mình uống thuốc nhiều quá mà nó có mùi berry á, nó có mùi dâu, không phải mùi dâu, mùi berry, mấy cái đá berry nhiều quá. Cái khi mình ăn cái gì mà có berry cái mình tưởng tượng tới thuốc. Đó là tại sao hàng chi nó mấy mùi berry, tại sao nó có vẻ như cái vị thuốc. Và tại vì mình uống thuốc mà mình đụng nó hoài mà. Cái này đi hả? Cái này là cam cam với mấy cái màu hơi vàng vàng nhạt với mấy đốm cam. Hồi nãy giờ mình chưa thử. So good. Mùi này dễ thương quá. Mùi kia kem, có mùi vị kem. Rất là thích, rất là dễ chịu. Top banana. Anh nói bạn rất là thích, nãy giờ mình thích nhất là cái mùi này. Top banana. I like. Thích. Không phải. Caramel corn. Càng chỉ top banana là mình đâu thấy mùi, mình thấy mùi kem à. Caramel. Bắp. Bắp rang. Trời à, có lý, có lý. I like. Mình thiết. Cái này là dừa xanh mà dừa đỏ nữa nè. Giờ mình cắn ra không? Trái xanh nè. Watermelon. Dưa hấu. Dưa xanh thì đỏ, mình có không? Các bạn thích ăn dưa hấu thiệt hả? Chúng ta ăn dưa hấu giả. Cho nên cái đó nãy giờ chỉ có cái caramel corn là nó gần ăn hết rồi, còn mấy kia là chưa, không thèm ăn hết, ăn còn nữa thôi. Giờ à, coconut đi, mình kiếm màu trắng đi. Màu trắng. Ra mùi dừa liền. Cotton candy hay là bubble gum đi, là màu hồng á, màu hồng á. Mấy màu xanh này là gì hả? Có một em màu hồng, một em màu xanh. Xanh xanh là cái gì, trai thử mình xanh chứ. Thơm lắm. Mùi thanh thanh nhẹ nhẹ. Không biết mùi gì mà dễ thương quá à. Mùi nhẹ lắm, rất là thơm, dễ thương. Có một cái duy nhất là berry blue. Hết lại berry blue. Ăn luôn. Ngon.
mà hồng mình bubble gum. Bubble gum là kẹo Singapore. Ui chà, ăn lúc đầu ngon mà mọi khi vừa đó. Không biết tại sao nó này như là chocolate nhưng mà giống như con này biết nhìn giống gì, nhìn giống như mấy con bò, mấy con bò sữa đó, nó đậm đậm màu, cái nữa có những cái đốm bự nữa. Mùi cà phê nó là kem không mưa là cà phê sữa ngon này mà nó có cái này xanh lá cây, xanh lá cây mà có đốm giống như là mọc nấm vậy, bị mọc nấm cái trái gì, nhiều cái trái gì mình để lâu bị mọc nấm. Trời ơi, là la, cái mùi là khó ăn. Juicy bear, ghê quá vậy. Juicy bear là cái mùi trái, hèn chí mùi quen quen mà nó quái quá. Bear là trái lê. Juicy bear, rồi các bạn đừng ăn mùi này nha, dễ ẹt. Ăn muốn ăn ăn trái bear thiệt. Ok, một cái nữa thôi nha, bán vàng đầu hàng nha. Có gì bán vàng nhé, chị nó ngắm lại cái gì. Ngộ, tại ăn đường nhiều quá đó mà mình không quen ăn đường á, cái mình bị mình nhức đầu á, nguy hiểm, nguy hiểm cho tính mạng. Không phải nói vậy thì nghe ghê quá nhưng mà nguy hiểm cho cái sức khỏe. Nên màu xanh, tại chưa mình thử màu xanh đậm vậy. Nó là xanh mà trong thì đen. Cái gì ngon vậy, quen quen mà không nhớ là cái gì. Blueberry. Chúc để con nắng này nãy giờ thử được mấy mùi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Được 15 mùi. 15 mùi cũng mất 15 phút mà này tới 40 mùi lận. Cho nên thôi, nắng vàng chắc phải để giúp khác quá, hay là để có gì nhờ thì nắng ấm review tiếp. Chứ cái nắng vàng này không nổi rồi. Ok rồi, đó là để cho thỏa lòng mong đợi của các bạn rồi. Hẹn nắng vàng, hẹn gặp lại các bạn một cái video sau. Bye.